tiếp tục hái bên cây này. Cái cây này gọi là cái lá rau này gọi là xà lách lưỡi lưỡi nai mọi người. Này hồi nãy mình cắt chúng nè, nhìn nó đẹp á mọi người ha. Mình sẽ thu hoạch hết cái này. Thành quả của ngày hôm nay đây mọi người ơi, một rổ rau salad luôn nha. Còn đây ta tu tê tả.